Bà nó đâu rồi? Lấy cho tôi thêm chai rượu uống tiếp nào. Ông thương này rượu chè chẳng quan tâm gì đến vợ con cả. Mà bà này, mấy hôm nay con xua nó đi đâu rồi mà tôi không thấy mặt mũi nó ở nhà đây. Ông uống nhiều rượu quá bị ngáo à? Con xua nó đi học trên xã rồi. Đi học à? Ừ, đi học rồi. Ai cho nó đi học? Con gái là phải ở nhà phụ giúp bố mẹ với. Sau này con đi lấy chồng nữa chứ. Bảo nó về ngay cho tôi. Con chào bố mẹ ạ. Con đi học về rồi ạ. Đi học về rồi đấy à? Qua đây bố bảo. Dạ bố bảo gì con ạ? Từ mai con không phải đi học nữa nha. Ở nhà cho bố, nghe rõ chưa? Sao hả bố? Chả là mấy hôm nữa có cậu mở bản bên qua đây để ăn hỏi mày sang bên đấy làm dâu, nên từ mai con không phải đi học nữa. Ở nhà lấy chồng cho bố, nghe chưa? Không không, con chỉ thích đi học thôi, con không thích đi lấy chồng đâu. Ở trường thầy cô giáo có dạy con lấy vợ lấy chồng phải đủ tuổi kết hôn, không là vi phạm pháp luật đấy bố ạ. Trời ơi, dăm ba cái pháp luật. Trước tao lấy mẹ mày còn nhỏ tuổi hơn mày, mà có bị làm sao đâu. Mà sinh ra mày vẫn còn khỏe khoắn bình thường thế này cơ mà. Nhưng mà con chỉ muốn đi học thôi. Mày cãi bố mày à? Này, ông quá đáng quá lên lát, để tôi đi bảo với trưởng thôn. Mày cứ đi đi, để tao xem ở cái bàn này ai làm gì được tao, ai dám làm gì tao. Cứ đi đi. Ôi giời ơi, nhà này làm gì mà cãi nhau to thế nhở? May quá, gặp trưởng thôn đây rồi. Mời trưởng thôn vào nhà uống nước. Chào ông Sảnh nhá, ông Sảnh ở nhà. Ôi, chào trưởng thôn nhá. Mời trưởng thôn ngồi xuống đây uống nước, uống rượu với tôi nè. Tôi mời trưởng thôn nhá. Chào anh Sảnh. Hôm nay nhà mình có cô cán bộ phụ nữ xã và anh đoàn thanh niên xã xuống nhà mình để tuyên truyền tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, bạo lực gia đình và vận động cho con em đi học nữa đấy ông ạ. Ờ thế họ đâu rồi, sao không thấy vào nhà đấy? Cô ơi, có... thôi đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cô nghe xem nào. Hôm nay em đi học về, bố bảo không cho em đi học nữa, bắt em ở nhà lấy chồng. Cô bảo giúp bố giúp em với ạ, em chỉ thích đi học thôi. Thôi không khóc nữa, bây giờ cô sẽ đi vào nói chuyện với bố em. Thế là chú ạ, hôm nay cháu nghe em xưa kể là chú bắt em ấy ở nhà lấy chồng, không cho em ấy đi học, trong khi em ấy chưa đủ tuổi kết hôn. Từ đúng đấy, chúng cháu mong rằng chú có thể cho em xưa tiếp tục đi học ạ. Thế mời các cán bộ ngồi xuống đây để tôi hỏi xem lấy vợ lấy chồng như thế nào mới là đúng nào. Dạ thưa chú, theo luật hôn nhân và gia đình quy định nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Thứ hai là không được kết hôn với những người có cùng dòng máu hoặc dòng họ trong phạm vi ba đời. Đúng đấy bạn Sánh ạ, từ lần trước vợ bạn đã lên xá đăng ký giấy không được tảo hôn và không được kết hôn cận huyết thống và cho con em đi học nữa đấy bạn ạ. Thế trước giờ là tôi vi phạm pháp luật à? Đúng đấy bạn ạ, pháp luật mà bây giờ mình phải chấp hành thôi. Con xua đâu, ra đây bố bảo. Dạ con đây ạ. Từ giờ con không phải đi lấy chồng nữa, con lại tiếp tục đi học con nhá. Học cho tốt để sau này con về xây dựng gia đình, quê hương đất nước nhá con. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Từ giờ con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Cuối cùng thì chúng tôi xin cảm ơn trưởng thôn và các cán bộ đã tuyên truyền kịp thời để ông nhà tôi hiểu. Tôi cảm ơn các cán bộ và trưởng thôn nhiều ạ. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hết rồi, bây giờ chúng tôi xin phép. Thế tôi cảm ơn các cán bộ nhá.